Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hiền. Và theo yêu cầu của khá là nhiều bạn nên là hôm nay Hiền sẽ quay một chiếc vlog về ngày của Hiền. Ok, bây giờ chúng ta cùng skincare nha. Đầu tiên Hiền sẽ sử dụng em sữa rửa mặt của nhà Senka và máy rửa mặt của nhà Welderma để cân bằng lại độ pH cho da và giúp da không bị khô. Thì tiếp theo Hiền sẽ sử dụng nước hoa hồng của nhà Thayer. Và Hiền cũng đã có review em này ở video trước rồi nên mọi người ghé xem giúp Hiền nha. Mới ngủ dậy nhưng mà hơi đần nên là mong mọi người thông cảm nha. Sau khi sử dụng nước hoa hồng để lau lại toàn bộ mặt thì cảm thấy rất là thoải mái và tự tin để skincare những bước tiếp theo á mọi người. Cho bà Hiền vài giây để đi thay đồ nha. Bởi vì hôm nay có tiết quốc phòng nên là Hiền phải mặc đồ thể dục. Và tiếp theo Hiền sẽ sử dụng em kem chống nắng của nhà Romand. Và Hiền cũng đã có review em này ở video trước rồi nên mọi người tham khảo giúp Hiền ha. Một lưu ý cho mọi người, khi sử dụng kem chống nắng thì chúng ta nên vỗ để kem chống nắng thấm vào da và có tác dụng có hiệu quả nhất nha. Nếu các bạn muốn làn da của chúng ta đẹp hơn, láng mịn hơn và lão hóa chậm thì không thể nào bỏ qua bước kem chống nắng, bởi vì bước kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ da của chúng ta một cách tối ưu nhất. Và độ tuổi có thể sử dụng kem chống nắng thì những em cấp 2 thì đã có thể sử dụng được rồi. Và một buổi tối không thể nào quên tẩy trang đâu nha mọi người ơi. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mà nghĩ em ấy đóng vai trò rất là quan trọng đối với cá nhân Hiền, đó chính là phấn phủ của nhà Eclipse. Bởi vì Hiền sở hữu làn da hỗn hợp thiên dầu nên là Hiền không thể nào bỏ qua phấn phủ được. Hiền cũng đã có sử dụng em này ở rất là nhiều video trước rồi và chưa có ý định để thay đổi sản phẩm, nên là chắc mọi người cũng biết em ấy định cỡ nào rồi đúng không? Ok, mang về thế nào và Hiền có mang tất cho mọi người. Tiếp theo sẽ mang bản tên vô nè. Có ai đeo Huy ở đoàn chúng tôi không? Và Hiền đang ngồi chờ bạn đến trước. Ok, lên xe thôi nào. Và từ nhà Hiền đến trường thì chỉ có 7 cây số thôi, rất là gần so với những buổi sáng mát mẻ và khá là xa so với những buổi trưa hè nắng gắt. Ok, bạn đã đến trường và lớp ngồi rồi nè. Mới ngồi có một tí mà hết 5 tiết rồi mọi người. Đi về thôi. Ở đây các bạn nào vô nhận nhà người quen không ta? Sau một hồi giải nắng thì cuối cùng cũng đã về đến nhà. Và bây giờ Hiền sẽ đi mua cơm. Nắng mà đầu mà bốc hơi luôn mọi người ơi. Ok, ăn cơm xong rồi thì bây giờ đi giặt đồ thôi. Bỏ đồ vào nè. Theo như máy giặt báo thì 54 phút sẽ xong, nhưng mà thực chất thì chắc đâu tầm khoảng tiếng rưỡi mọi người. Bây giờ là 1:20 và chiều hôm nay Hiền có tiết thể dục vào lúc 1:50 nên là bây giờ chuẩn bị nữa là vừa. Tại vì 5:00 có tiết toán nên là Hiền sẽ cầm sách vở để đi học luôn. Sáng tóc màu cam còn chiều tóc màu hồng nha mọi người. Ok, và bây giờ bẹo trước gương tí nè. Bye bye mọi người. Và cuối cùng cũng đã đến trường. Hiền đến lớp sớm hơn tầm 10 phút nên là quyết định đi mua nước uống. Nhưng mà ra canteen thì đóng cửa mọi người ạ, nên đành phải quay đầu. Có ai hiểu cảm giác mỗi lần đội mũ bảo hiểm xong thì tóc cứ xẹp xẹp không mọi người? Buồn. Đợi đến 5:00 để học toán thì cũng khá là lâu, nên là quyết định đi ngồi uống nước và học bài một tí luôn. Ok, cho mọi người xem view của quán nè. Bởi vì khá là sợ cảm giác đang học mà đói nên là đi ăn thôi. Học xong thì cũng đã gần 7:00 rồi nên là bây giờ về nhà ăn cơm ngủ nghỉ luôn. Và cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ Hiền nha. Bye bye mọi người.